Xin kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin nóng 19 giờ của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin tối sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Quốc hội thông qua nghị quyết về giám sát chuyên đề chất vấn. Xử cựu giám đốc bệnh viện Thủ Đức, nhiều người liên quan vắng mặt. Đắk Lắk xem xét kỷ luật nguyên lãnh đạo liên quan giao đất không qua đấu giá gây thất thu 2,4 tỷ. Đề nghị kỷ luật cựu phó chủ tịch Phú Yên liên quan công ty AIC. Nga và Ukraine mất nhiều quân lực ở Avdiivka, thế giằng co ngày càng ác liệt. Ngay sau đây là những thông tin chi tiết được chúng tôi cập nhật đến 19 giờ ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Hôm nay ngày 29 tháng 11, với 474 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 95,95%, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về tiếp tục thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa 14 và từ đầu nhiệm kỳ khóa 15 đến hết kỳ họp thứ tư về giám sát chuyên đề chất vấn. Trước đó, Quốc hội đã nghe Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, dự thảo nghị quyết về các nội dung đã được tiếp thu chỉnh lý trong dự thảo nghị quyết. Tổng Thư ký Quốc hội cho hay, đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung 10 nội dung trong dự thảo nghị quyết. Có ý kiến cho rằng, không cần thiết quy định nội dung khẩn trương ban hành đầy đủ văn bản, quy định chi tiết, triển khai thi hành luật nhà ở, sửa đổi, luật kinh doanh bất động sản sửa đổi trong lĩnh vực xây dựng. Về ý kiến này, Tổng Thư ký Quốc hội cho hay, việc khẩn trương ban hành các văn bản quy định chi tiết là giải pháp quan trọng nhằm đưa các luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6 sớm đi vào cuộc sống. Đồng thời, cũng là hoàn thiện cơ sở pháp lý để đẩy mạnh thực hiện đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030. Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin được giữ như dự thảo. Hôm nay 29 tháng 11, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử sơ thẩm vụ vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, tham mô tài sản, rửa tiền xảy ra tại Bệnh viện Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan. Hai bị cáo Nguyễn Minh Quân và Nguyễn Văn Lợi bị xét xử về tội tham mô tài sản và rửa tiền. Bị cáo Nguyễn Trần Ngọc Diễm, vợ Quân bị xét xử về tội rửa tiền. Sáu bị cáo đồng phạm là nhân viên Bệnh viện Thủ Đức bị xét xử về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, tòa án ngoài triệu tập bị hại là Bệnh viện Thủ Đức, tòa còn triệu tập 38 cá nhân, tổ chức có quyền và nghĩa vụ liên quan đến vụ án đến phiên xét xử, trong đó có Ủy ban Nhân dân Thành phố Thủ Đức, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, Ủy ban Nhân dân Thành phố Thủ Đức vắng mặt, có 18 trên 38 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có mặt. Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự Bộ Y tế và Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự Thành phố Hồ Chí Minh vắng mặt. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, quá trình điều tra, những người này đã có lời khai nên việc vắng mặt của họ không ảnh hưởng tới quá trình xét xử. Quá trình xét xử nếu xét thấy cần thiết thì sẽ đề nghị hội đồng xét xử triệu tập. Theo cáo trạng, Quân đã lợi dụng vị trí người đứng đầu bệnh viện, gây sức ép với nhân viên dưới quyền, chỉ đạo bị cáo Lợi lập 4 công ty sân sau để thông thầu, gian lận trong đấu thầu. Từ năm 2016 đến năm 2020, nhóm 4 công ty sân sau đã trúng 27 trên 28 gói thầu với tổng giá trị hơn 345,2 tỷ đồng. Sau khi trừ các chi phí, Quân đã tham ô của bệnh viện là 103,6 tỷ đồng. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản thông tin về phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025. Theo đó, từ năm 2025, thí sinh sẽ thi tốt nghiệp trung học phổ thông với hai môn bắt buộc gồm toán, ngữ, văn và lựa chọn hai môn trong số các môn học còn lại của lớp 12, ngoại ngữ, lịch sử, vật lý, hóa học, sinh học, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, giai đoạn 2025-2030 sẽ giữ ổn định phương thức thi trên giấy. Giai đoạn sau 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ từng bước thí điểm thi trên máy tính đối với môn thi trắc nghiệm ở một số địa phương có đủ điều kiện, có thể kết hợp giữa thi trên giấy và thi trên máy tính. Khi tất cả các địa phương trên toàn quốc có đủ điều kiện, sẽ chuyển sang tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính đối với các môn thi trắc nghiệm. Như vậy, từ năm 2025, thí sinh không bắt buộc phải thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn ngoại ngữ. Tại kỳ họp lần thứ 27, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk đã xem xét xử lý nhiều cán bộ liên quan đến các sai phạm khi còn đương chức.
Theo đó, năm 2006, Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với 6 hộ dân trúng đấu giá năm 2006 tại khu dân cư số 47 đường Lý Tự Trọng, chưa đúng quy định. Về việc này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy khuyết điểm, vi phạm của ông Huỳnh Ngọc Luân trong thời gian giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột là nghiêm trọng, làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi trước đây ông sinh hoạt, công tác. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thống nhất thi hành kỷ luật ông Huỳnh Ngọc Luân bằng hình thức cảnh cáo, tuy nhiên đến nay đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật. Do đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy không ban hành quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Luân, yêu cầu ông này nghiêm túc rút kinh nghiệm. Liên quan đến vụ việc này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk cũng thống nhất thực hiện quy trình xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Trần Vĩnh Cảnh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Bí thư Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 và ông Đinh Xuân Diệu, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Krông Park, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính. Một lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên vừa xác nhận cơ quan này đã đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỷ luật Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016. Đồng thời đề nghị cấp thẩm quyền kỷ luật đối với các ông Trần Quang Nhất, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Phất, cựu Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên, kết quả kiểm tra cho thấy Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo, thiếu kiểm tra. Từ đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cơ quan tham mưu, các chủ đầu tư triển khai, thực hiện các dự án, gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái AIC vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực đấu thầu, nguy cơ gây thất thoát ngân sách nhà nước. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xác định liên quan đến sai phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 có trách nhiệm của các ông Trần Quang Nhất, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Phất, cựu Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Nguyễn Tâm Đê, trưởng phòng dạy nghề Sở Lao động Thương binh và Xã hội vi phạm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Hôm nay ngày 29 tháng 11, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu Nga, 25 tuổi, ngụ huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên và Trần Thị Thanh Thảo, 26 tuổi, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, ngày 25 tháng 7, Công an tỉnh Gia Lai tiếp nhận tố giác của chị PTLQ, tên viết tắt, ngụ thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai về việc bị kẻ giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt 80 triệu đồng. Kết quả điều tra xác định, Nguyễn Thị Thu Nga và Trần Thị Thu Thảo thực hiện hành vi trên chiếm đoạt tài sản của rất nhiều người. Nga và Thảo đã tư vấn hỗ trợ chuyển đổi tiền mặt lãi suất thấp, nâng hạn mức thẻ tín dụng hoặc hỗ trợ thu phí thường niên nhằm thu thập thông tin trên thẻ tín dụng. Nhưng sau đó, các bị can sử dụng các thông tin này thanh toán giao dịch mua thẻ cào điện thoại trên các trang thương mại điện tử Lazada, Shopee và gọi điện lừa bị hại đọc mã OTP do ngân hàng gửi về để thanh toán giao dịch này. Bằng thủ đoạn trên, hai bị can đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 570 triệu đồng. Tiếp theo chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Hôm nay ngày 29 tháng 11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã bắt giữ Nguyễn Đăng Vinh, 29 tuổi, xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc về hành vi giết người. Trước đó, tối ngày 27 tháng 11, anh Đặng Văn Hoàng, 27 tuổi, cùng Nguyễn Ngọc Xin, 28 tuổi, đến nhà rủ Vinh đi nhậu. Trên đường đi thì gặp thêm Văn Viết Nhĩ, 28 tuổi, ở xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc. Cả bốn người cùng đến một quán trên địa bàn để nhậu. Khoảng 2 tiếng sau thì anh Vinh và Nhĩ xảy ra mâu thuẫn liên quan đến việc trả tiền nhậu. Lúc này, Vinh đi vào phía bếp của quán lấy kéo tấn công Nhĩ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Vinh tiếp tục rượt đuổi. Chạy được một đoạn thì nạn nhân ngã xuống đường. Vinh chạy đến tấn công tiếp, làm nạn nhân tử vong. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Đà Nẵng hôm nay ngày 29 tháng 11 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Thanh Khoa, 33 tuổi, quận Liên Chiểu về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua điều tra, Công an xác định Khoa là đồng nghiệp cùng chị LTTH tên viết tắt, 39 tuổi, quận Sơn Trà khi cả hai làm chung tại một ngân hàng. Qua một thời gian làm việc, chị H và Khoa có sự tin tưởng nhất định nên khi Khoa nhắn tin mượn tiền để đáo hạn cho khách thì chị H đồng ý cho mượn không lấy lãi. Bên cạnh đó, do nợ nần với số tiền lớn và cần tiền nạp vào tài khoản chơi game trên mạng nên Khoa đã nhắn tin mượn tiền chị H, tên viết tắt.
Chị H sau đó đã nhiều lần chuyển tiền cho Khoa với tổng số tiền là 1,539 tỷ đồng. Nhận được tiền, Khoa đã dùng 1,2 tỷ đồng để trả cho hai chủ nợ. Số tiền còn lại, Khoa nạp vào tài khoản chơi game trên mạng và tiêu xài hết. Hôm nay 29 tháng 11, tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, Công an huyện Quảng Trạch đã phát hiện và bắt quả tang hai người khai thác cát trái phép trên sông Danh. Hai người này là Mai Văn Sĩ, 49 tuổi và Cao Văn Sĩ, 19 tuổi, đều ngụ xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa. Thông tin ban đầu, Tổ tuần tra Công an huyện Quảng Trạch đã phát hiện bắt quả tang Mai Văn Sĩ và Cao Văn Sĩ điều khiển thuyền máy có hành vi khai thác cát lòng sông trái phép trên sông Danh, đoạn đi qua thôn Xuân Trường, xã Liên Trường, huyện Quảng Trạch. Thời điểm kiểm tra, hai người này đã khai thác trên thuyền được khoảng 6 mét khối cát. Hiện Công an huyện Quảng Trạch đang tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng chức năng đang làm rõ vụ một công ty chế biến mũ cao su trên địa bàn bị cháy. Thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn xảy ra ở công ty cao su Thành Phương, xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Quảng Trị và địa phương đã điều 6 xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Sau hơn 3 tiếng đồng hồ, đám cháy được khống chế. Vụ hỏa hoạn khiến 20 tấn mũ khô và cơ sở vật chất, nhà xưởng bị cháy gây thiệt hại ước tính trên 2 tỷ đồng. Hôm nay 29 tháng 11, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết tàu cứu hộ vừa cứu 11 người trên tàu vận tải gặp nạn ở vùng biển thuộc huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Thông tin ban đầu, tàu Nam Phát 01 đang hành trình từ Vũng Tàu đi Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa thì bị sự cố nước tràn vào buồng máy. Lúc này, trên tàu có 11 người, 1.500 tấn thép, khoảng 7.500 lít dầu DO, 20 tấn nước ngọt. Nhận tin, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã liên hệ Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 2, các tàu hoạt động lân cận hỗ trợ cứu nạn. Sau đó, tàu Việt Ám 01 di chuyển gần đó tiếp cận tàu Nam Phát 01, hỗ trợ đưa vào bãi cạn và ứng cứu 11 người trên tàu vào cảng Kỳ Hà an toàn. Hiện sức khỏe tinh thần những người bị nạn ổn định. Thông tin quốc tế nổi bật trong hôm nay sẽ tiếp tục được gửi tới quý vị ở phần tiếp theo của chương trình. Mời quý vị cùng theo dõi. Theo Cơ quan Quản lý Y tế giải Gaza Palestine, tính đến hôm nay ngày 29 tháng 11, xung đột giữa Israel và phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas đã khiến hơn 15.000 người thiệt mạng, khoảng 40% trong số này là trẻ em. Trong cuộc họp báo vừa qua, người phát ngôn của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, bà Margaret Harris, cảnh báo rằng bệnh tật có thể giết nhiều người ở Gaza hơn cả bom đạn trong thời gian tới nếu hệ thống y tế Gaza không được khôi phục. Theo bà Harris, điều kiện hiện tại có thể dẫn đến sự gia tăng nhanh các ca mắc bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là bệnh tiêu chảy. Theo bà Harris, người dân ở dải Gaza không được tiêm chủng, không được tiếp cận nước sạch, vệ sinh và không có thực phẩm. Bà Harris gọi việc bệnh viện Al-Shifa, bệnh viện lớn nhất dải Gaza bị đột kích là một thảm kịch, đồng thời lo ngại việc nhiều nhân viên y tế của bệnh viện này bị bắt giữ. Bên cạnh đó, phát biểu trong cuộc họp báo, ông James Elder, người phát ngôn của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF cho biết, các bệnh viện ở Gaza chứa đầy trẻ em bị thương do bom đạn và các trẻ em bị viêm dạ dày do uống nước bẩn. Lãnh đạo phong trào Chúng tôi sát cánh cùng nước Nga, ông Vladimir Rogov vừa đưa ra tuyên bố về tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine tại thành phố Adiivka, khi ông này ví thành phố này đang biến thành một cỗ máy xay thịt thực sự khi cả hai bên đều đang mất rất nhiều quân lực ở đây. Quân đội Nga trước đó đã tuyên bố giành quyền kiểm soát hoàn toàn khu công nghiệp Adiivka. Trước đó, AFU đã duy trì quyền kiểm soát khu vực này kể từ năm 2014. Phóng viên quân sự Yuri Kotenok cho rằng, đối với Ukraine, việc chiếm quyền kiểm soát khu công nghiệp là một đòn nặng nề, vì đây là một phần quan trọng của toàn bộ thành phố pháo đài Adiivka. Trong khi đó, chuyên gia quân sự Ukraine Konstantin Masovet đánh giá rằng quân đội Nga đã đạt được thành công khi tiến vào Adiivka từ phía nam. Adiivka là một trong những vị trí chiến lược cuối cùng của quân đội Ukraine trên chiến tuyến cũ kể từ cuộc xung đột ở miền đông năm 2014. Đây cũng là khu vực gần nhất với các vùng Nga kiểm soát tại Donetsk. Trong gần 10 năm qua, nơi đây đã trở thành tiền đồn quan trọng của Ukraine. Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billström vừa lên tiếng rằng có một mối liên hệ giữa việc Thổ Nhĩ Kỳ chấp thuận Thụy Điển gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và việc Ankara muốn có được máy bay chiến đấu F-16 từ Mỹ. Ông Billström đưa ra phát ngôn trên trong cuộc trao đổi với phóng viên trước cuộc gặp với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan tại trụ sở NATO ở Brussels, Mỹ. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Billström lưu ý rằng
sự liên quan giữa việc Thổ Nhĩ Kỳ chấp thuận Thụy Điển gia nhập NATO và việc Ankara muốn mua F-16 không còn là bí mật. Ông Billstrom cũng nói thêm rằng, về phần mình, Thụy Điển đã hoàn thành mọi nghĩa vụ để trở thành thành viên chính thức của NATO và Thổ Nhĩ Kỳ nên theo đúng tiến trình phê chuẩn việc gia nhập. Phía Thổ Nhĩ Kỳ chưa phản hồi phát ngôn của ông Billstrom. Hôm nay 29 tháng 11, tờ South China Morning Post đưa tin một nhóm tàu hải quân Trung Quốc đang thăm Myanmar thể hiện mối quan hệ bền chặt giữa quân đội hai nước. Thông tin ban đầu, nhóm tàu hải quân Trung Quốc gồm tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Jibo và tàu hộ vệ mang tên lửa dẫn đường Jinsu. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân thông tin, lực lượng đặc nhiệm hộ tống số 44 của Hải quân Trung Quốc đã đến Myanmar và bắt đầu chuyến thăm kéo dài 4 ngày. Đây là hoạt động trao đổi quân sự bình thường giữa Trung Quốc và Myanmar. Trong khi đó, tờ Global News Line ở Myanmar đưa tin, một phái đoàn Trung Quốc do Đại úy Tôn Ba, Tư lệnh tác chiến quân đội Trung Quốc dẫn đầu, đang có chuyến thăm hữu nghị kéo dài 4 ngày tới Myanmar. Người phát ngôn của chính quyền quân sự Myanmar, ông Jong Min Tun xác nhận rằng hai tàu chiến và một tàu tiếp tế chở hơn 700 thủy thủ Trung Quốc đã đến cảng Thilawa hôm 27 tháng 11 trước thềm cuộc diễn tập an ninh hàng hải giữa Myanmar và Trung Quốc. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 19 giờ. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi ở tất cả các khung giờ để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!